đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Có nên nhập tịch cầu thủ nữ cho đội tuyển quốc gia? Câu lạc bộ Công an Hà Nội không biết dùng Quang Hải. Xuân Trường mong chờ đối đầu với đội bóng cũ tại cúp C1 châu Á. Có nên nhập tịch cầu thủ nữ cho đội tuyển quốc gia? World Cup 2023 cho chúng ta thấy đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với tinh thần tuyệt vời. Nhưng về chiều cao, tốc độ, sức bền, chúng ta vẫn thua kém các đội bóng đến từ châu Âu, châu Mỹ. Điều đó đã hạn chế khả năng bứt tốc, cạnh tranh và ghi bàn của các cầu thủ nữ Việt Nam. Chính huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng phải thừa nhận khi chúng ta kết thúc vòng bảng tại World Cup. Ông chia sẻ: "Ở Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam là số 1. Nhưng ở châu Á và thế giới, chúng ta còn khoảng cách và cần phải nỗ lực hơn. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã làm hết sức thi đấu với quyết tâm cao, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách. Về hành trình vừa qua vòng bảng, tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta dù sao vẫn thua thiệt về mặt tầm vóc, kỹ thuật chuyên môn trước các đội bạn. Rõ ràng, trình độ chúng ta ở mức độ thấp và việc đội có mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup đã là sự cố gắng tuyệt vời. Tới đây, đội còn nhiều việc phải làm. Các cầu thủ phải tăng cường về chiều cao. Bóng đá nữ Việt Nam cũng cần phải phát triển nhiều hơn với các phong trào thể học đường. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam." Ở Đông Nam Á, đội tuyển Philippines là đội bóng có chính sách nhập tịch rất rõ ràng. Họ đã chơi ấn tượng tại World Cup với một trận thắng trước đội chủ nhà New Zealand. Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ: "Có thể nói đây là xu thế mang tính quốc tế mà nhiều đội tuyển quốc gia đã áp dụng. Bóng đá Việt Nam cũng đang nghiên cứu bảo đảm sự cân bằng giữa việc đào tạo trong nước và thu hút nguồn nhân tài từ nước ngoài, đặc biệt các cầu thủ có dòng máu Việt Nam. VFF đã mở ra cơ hội cho tất cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và giải trẻ về việc thu hút các cầu thủ gốc Việt. Nếu cầu thủ Việt kiều, cầu thủ gốc Việt có mong muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam thì có thể về thi đấu tại những giải đấu trong nước, qua đó dần thích nghi về mặt văn hóa cũng như đáp ứng những điều kiện khác." Theo ông Tuấn, ngoài việc chào đón những người con đất Việt trở về đóng góp cho đội tuyển quốc gia cả nam và nữ, quan trọng là bóng đá Việt Nam phải có nền tảng tốt để cầu thủ đi ra đấu ở những nền bóng đá cao hơn. Chủ tịch VFF chia sẻ thêm: "Về góc độ VFF, một mặt chúng tôi chú ý đến cầu thủ Việt kiều. Mặt khác, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có nhiều cầu thủ Việt Nam được xuất ngoại. Đặc biệt, nhiều cầu thủ trẻ ra nước ngoài chơi bóng thì thật tốt. Trường hợp của Huỳnh Như là một điểm sáng trong việc bóng đá nữ Việt Nam có đại diện ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng ở một khía cạnh khác, Huỳnh Như cũng đã 32 tuổi. Việc xuất ngoại vẫn là hơi muộn. Hy vọng sau World Cup, các cầu thủ Việt Nam sẽ được chú ý về mặt chuyên môn đến từ các chuyên gia. Mong muốn của VFF là cầu thủ nữ Việt Nam có thể xuất ngoại với bến đỗ là các câu lạc bộ tại châu Âu hoặc Nhật Bản. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển bóng đá đỉnh cao. Để tiếp tục chinh phục đỉnh cao World Cup, bóng đá nữ Việt Nam phải tính đến việc chào đón các tuyển thủ Việt kiều cũng như phát triển tố chất nội lực để cạnh tranh với đối thủ mạnh đến từ châu Âu. Chúng ta có quyền tin tưởng, hy vọng bóng đá nữ Việt Nam sẽ chơi tốt lên trong kỳ World Cup sắp tới." Câu lạc bộ Công an Hà Nội không biết dùng Quang Hải. Nguyễn Quang Hải chưa lấy lại được phong độ khi trở lại V-League và một trong những lý do chính là cách câu lạc bộ Công an Hà Nội sử dụng cầu thủ này. Sau 7 trận đấu đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, Quang Hải không ghi bàn nào và cũng chẳng có một lần kiến tạo. Quả bóng vàng năm 2018 thỉnh thoảng vẫn có những tình huống thể hiện kỹ năng chơi bóng đẳng cấp cao, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc. Chiến thắng trước đội bóng cũ câu lạc bộ Hà Nội vừa qua là trận đấu thứ 7 của Nguyễn Quang Hải kể từ khi gia nhập đội bóng mới. Tuy nhiên đó không phải là cột mốc đẹp. Trong 7 trận đấu ấy, đội bóng có thắng, có bại, nhưng thống kê ghi bàn và kiến tạo của Quang Hải vẫn là con số 0. Dấu ấn của Quang Hải trong lối chơi của câu lạc bộ Công an Hà Nội rất mờ nhạt. Đó là điều chưa từng xảy ra với Quang Hải kể từ khi anh lên V-League. Ngay cả mùa 2021 bị hủy hay mùa giải 2022 mà Hải chỉ chơi 2 trận trước khi xuất ngoại, anh đều có bàn thắng. Trong 3 trận đấu gần nhất, thời lượng thi đấu của Quang Hải giảm dần, từ 71 phút trước câu lạc bộ Hải Phòng xuống còn 58 phút trước câu lạc bộ Bình Định và cuối cùng là 28 phút trước câu lạc bộ Hà Nội. Đáng chú ý ở trận derby thủ đô mới đây, có thể coi là trận đấu quan trọng nhất của đội bóng ngành công an trong cuộc đua vô địch, Quang Hải không được đá chính. Điều nghiệt ngã là Quang Hải đá càng ít thì câu lạc bộ Công an Hà Nội càng dễ thắng. Cả 4 bàn thắng gần nhất của đội bóng đầu bảng đều được họ ghi trong khoảng thời gian Quang Hải không xuất hiện trên sân. Quang Hải sa sút phong độ là điều thấy rõ ngay từ AFF Cup 2022, sau thời gian dài không được thi đấu thường xuyên. Đương nhiên, tiền vệ này cần thời gian để lấy lại cảm giác chơi bóng cũng như làm quen với môi trường mới. Nhưng chính những cái mới đó đang làm khó quả bóng vàng Việt Nam 2018. Ở câu lạc bộ Công an Hà Nội, Quang Hải đá tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-4-2. Đôi khi được xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá thấp nhất tuyến giữa như một cầu thủ tổ chức. Trên lý thuyết, Quang Hải sẽ khỏa lớp thiếu sót lớn nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội, một tiền vệ tổ chức. Tuy nhiên, ở những vị trí đó, Quang Hải không phát huy được sở trường. Trên thực tế, Quang Hải hiếm khi chơi như vậy trước đây. Quang Hải đá ở vị trí nào trong giai đoạn rực rỡ nhất? Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thường xếp tiền vệ này trong vai trò tiền đạo cánh hoặc tiền vệ lệch số 8 trong sơ đồ 4-3-3 của câu lạc bộ Hà Nội. Huấn luyện viên Bang So dùng sơ đồ 3 trung vệ ở đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam, nhưng vị trí của Quang Hải cũng tương tự. Những vị trí này cho phép Quang Hải di chuyển linh hoạt ở gần vòng cấm của đối thủ, tham gia sâu hơn vào các đợt tấn công, xâm nhập vùng cấm và dứt điểm. Trong khi đó, các câu lạc bộ Công an Hà Nội sử dụng Quang Hải
không những không phát huy được điểm mạnh của cầu thủ này mà còn khiến anh bộc lộ những hạn chế rõ hơn. Một huấn luyện viên từng làm việc với Quang Hải từng phân tích cầu thủ này không hợp với vai trò thuần bám cánh vì không mạnh ở tốc độ bứt phá và dẫn bóng đoạn dài. Ở vai trò tiền vệ trung tâm, Quang Hải bị đẩy ra xa vòng cấm. Anh từng đá trong cặp tiền vệ giữa sơ đồ 3-4-3, trong khi đó sự có mặt của trung vệ thứ ba giúp Quang Hải giảm bớt nhiệm vụ phòng ngự. Sơ đồ 4-4-2 đòi hỏi các tiền vệ trung tâm nhiều hơn ở khả năng bao sân. Đó chưa bao giờ là điểm mạnh của Quang Hải cả. Việc câu lạc bộ Công an Hà Nội bố trí Quang Hải không hợp lý là điều được nhiều chuyên gia nhắc tới. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định nhận xét Quang Hải hiện không được chơi đúng sở trường. Trong khi thầy cũ Chu Đình Nghiêm tin rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội đá thế này rất khó cho cậu ấy. Huấn luyện viên Flavio Cruz vẫn bảo vệ Quang Hải. Đương nhiên, ông đã không dưới một lần nói Hải vẫn chơi tốt dù phong độ trên sân của anh phản ánh điều ngược lại. Có cảm giác rằng nhà cầm quân người Brazil chưa biết phải làm thế nào để phát huy trọn vẹn năng lực của tiền vệ sáng tạo này, nhưng vẫn buộc phải sử dụng anh vì không thể để phí một ngôi sao như vậy trên băng ghế dự bị. Dùng Quang Hải có thực sự khó đến vậy? Từ khi cầu thủ này xuất hiện tại V-League năm 2016, anh đã tỏa sáng ở mọi cấp độ, dưới mọi màu áo, làm thủ lĩnh dẫn dắt U20 Việt Nam đi World Cup, làm người hùng của U23 dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, từng đạt tới danh hiệu cầu thủ hay nhất Đông Nam Á tại đội tuyển Việt Nam và luôn ghi bàn, kiến tạo lại ghi dấu ấn đậm nét trong các trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội. Từ thầy nội như là Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Anh Tuấn tới thầy ngoại như là Park Hang-seo, ai cũng thành công với Quang Hải, đúng hơn là Hải thừa đẳng cấp cho mọi sân chơi vừa được nói tới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Flavio Cruz chưa làm được như vậy. Trải qua 7 trận đấu, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn chưa thể dùng được ngôi sao đỉnh đám nhất của họ một cách hiệu quả. Quang Hải có thể chưa hay, nhưng không dùng được anh thì là lỗi của người cầm quân. Xuân Trường mong chờ đối đầu đội bóng cũ tại Cúp C1 châu Á. Lương Xuân Trường rất muốn cùng các đồng đội đánh bại Rangers FC để gặp đội bóng cũ Incheon United ở vòng loại giải châu Á. Sau khi hoàn thành sớm vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ nghỉ ngơi ít ngày trước khi bước vào tranh tài tại AFC Champions League. Đối thủ sắp tới của đội bóng đất cảng là câu lạc bộ Rangers FC của Hồng Kông Trung Quốc. Nếu như giành chiến thắng ở trận đấu này, đội bóng đất cảng sẽ có trận đấu playoff với câu lạc bộ Incheon United Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 8. Đây chính là đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Vì vậy, Xuân Trường rất muốn cùng các đồng đội đánh bại Rangers FC để gặp lại đội bóng cũ của mình. Nếu như thắng được Rangers, em sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ Incheon United. Em rất háo hức và toàn đội sẽ rất quyết tâm thi đấu hết mình để có thêm một trải nghiệm nữa tại Hàn Quốc. Hai trận đấu playoff sắp tới, bọn em sẽ cố gắng vượt qua Rangers rồi sau đó sẽ tính tiếp. Được chơi ở môi trường bóng đá chất lượng cao như tại Cúp C1 châu Á, toàn đội sẽ chắt chiu những cơ hội của mình và cố gắng tận hưởng cuộc chơi. Nếu câu lạc bộ Hải Phòng thắng cả hai trận đấu playoff và giành quyền vào vòng bảng Cúp C1 châu Á, thì câu lạc bộ cũ của sân trường là Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cơ hội tham dự Cúp C2 châu Á, AFC Cup. Rangers FC là đội bóng vừa xếp thứ 3 ở giải vô địch quốc gia Hồng Kông mùa giải vừa qua. Rangers FC sở hữu đội hình khá đồng đều với các cầu thủ ngoại chất lượng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Brazil. Nhìn chung thực lực câu lạc bộ này ngang hàng với nhà Á quân V-League là Hải Phòng. Rangers cũng có nhiều tuyển thủ quốc gia như là Yu Hongmin và Lam Hinting. Hiện tại Hải Phòng đang xếp ở vị trí thứ 5 trong top 8 đội đua vô địch V-League 2023 với 26 điểm. Đã hết cơ hội vô địch và chỉ còn tham dự những vòng đấu cuối với ý nghĩa thủ tục. Khả năng ở những vòng đấu tới, Hải Phòng sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở sân chơi V-League và dồn toàn bộ sức lực vào vòng loại Cúp C1 châu Á với quyết tâm giành vé trực tiếp dự giải đấu hàng đầu của bóng đá châu Á thuộc cấp độ câu lạc bộ.